Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người đến với G-Sport. Hôm nay thì trên tay mình đây đang cầm một chiếc mũ Classic của hãng Bulldog nha. Chiếc này là chiếc Dogo mọi người ạ. Chiếc Dogo nhá. Dogo này thì là có kính âm. Đấy, mọi người ơi. Đây là Bulldog Dogo màu đen nhám. Đấy, mọi người đây, quay các góc cạnh. Cái Dogo này thì có cửa lấy gió ở phía trước nhá. Nhớ cái cằm này, cái hàm này là có cửa lấy gió nhá. Và có kính âm này. Cái logo này thì làm bằng nhựa ABS nguyên sinh nhé mọi người. ABS nguyên sinh là đây, và cái bên trong bên trong của logo này. Mọi người nhìn này, cái màu nót thì rất là xịn sò nhá, kiểu là cái vải rất là xịn. Đấy, thì cái màu đặc trưng của Bulldog là cái nót của màu Bulldog là màu vàng da bò nhá. Tất cả các cái đặc trưng cái nót của mũ Bulldog thì là có một cái đặc trưng màu vàng da bò nhá. Đấy, chiếc mũ này đây này rất là xịn nhá. Đặc biệt là cái mũ này thì dùng khóa D-ring. Đấy, khóa này là khóa an toàn nhất hiện nay đấy. Đây, mọi người khóa D-ring đi nhá. Đấy. Mình đội thử vào cho các bạn xem nhá. Có đẹp không nhá. Đây. Cái mũ bình thường khi mà ta đi trong phố ấy, thì ta có thể sử dụng như này. Đấy, nhưng mà khi mà có bụi hoặc là có gió hay là có ấy thì ta có thể dùng cái kính nhá. Kính đi theo mũ là kính trắng. Kính đi theo mũ cái mũ logo này là kính trắng nhá mọi người nhá. Đó. Thì là dùng được cả ban đêm và ban ngày. Đấy. Tuy nhiên thì là dùng ban ngày đối với những ngày nắng thì nó hơi chói một mắt một chút. Nhưng mà về ban đêm thì dùng vô tư vì nó là kính trắng mà. Đấy. Đấy. Đây là một chiếc mũ Dogo, thì cái mũ Dogo này là có thể lắp thêm, mua thêm cái phụ kiện máy che này nhá. Cái máy che này của Bulldog nhá. Cái máy che này thì giá 120.000. Giá 120.000 thị trường bán 120.000 thì là có thể dùng cái mọi người có thể mua thêm mũ hoặc cộng thêm lưỡi chai nhá. Đấy, đây thì mình sẽ lắp lưỡi chai vào cho mọi người xem. Đấy, rất là đẹp. Đấy, mọi người ơi, đây mũ mua mũ Dogo thì có thể mua thêm lưỡi chai của Bulldog nhá. Đấy, rất là cái này là lưỡi chai là để che nắng che mưa đây. Đấy mọi người ạ, cái lưỡi chai che nắng che mưa của Bulldog đây. Giá bên mình có sẵn nhá. Mua mũ thì có thể mua thêm cái lưỡi chai máy che này, bên mình là có sẵn nhá. Thế ngoài ra thì ngoài ra một số anh em thì là có yêu cầu là có thể lắp thêm kính nhá. Thì đây là cái kính của bên mình. Thì mình sẽ lắp thử cái kính vào cho Dogo xem mọi người xem có đẹp không nhá. Thì bên mình có lại kính trắng và kính 7 màu nhá. Thì mình lắp cái kính 7 màu vào cho mọi người xem là nó có hợp với Dogo không nhá. Kính này của bên mình lắp được cho rất nhiều loại mũ mọi người ạ. Đấy, thì mình thử lắp cái kính vào cho Dogo xem là mọi người xem, anh em xem nó có hợp với cả Dogo không nhá. Đây, kính đã vào rồi. Đây mọi người ơi, đây, Dogo lắp thêm kính nhá. Lắp thêm kính kính 7 màu. Kính này thực chất nó là kính râm mọi người ạ. Đi trời nắng thì là sử dụng cái kính này thì rất là ok. Đấy. Kính này thì nó khá là khớp với cả cái tuy nhiên nó còn hở một chút thôi, nhưng mà về cơ bản là nó khá là khớp với cả cái mũ Dogo này mọi người ạ. Đó, đây mũ Dogo này. Đấy, mọi người thấy xịn không? Đây. Đấy. Thành chúng ta đã lắp thêm kính rời vào, biến thành cái mũ Dogo này thành chiếc mũ hai kính nhá mọi người nhá. Đấy. Rất là đây mọi người ơi. Đây, kính 7 màu này. Đấy. Tuy nhiên là nó không phải là mũ kính này nó không để mũ dành cho 100% cho Dogo đây, là nên là cái kẽ hở này thì nó vẫn có nhá mọi người nhá. Vẫn có những cái khe hở này, nhưng mà tuy nhiên này nó kín ở hai bên này, nó kín đấy mọi người này. Đó, và đây này
cái rất là khít nhá, nó bám rất là khít ấy vào mũ, nên là cái khả năng là khi mà trời mưa thì là cái chống nước của nó cũng nó bị hạn chế, nước nó trôi vào ấy, rất là nhiều nhá. Đấy. Ngoài ra thì cái kính này thì chụp ảnh thì đẹp này, chụp ảnh thì đẹp mà trời nắng thì đi nó mát mắt nhé mọi người, đây là kính râm trời nắng đi nó mát mắt. Thì hiện tại bên mình cái mũ Dogo này đang có sẵn tại cửa hàng nhé mọi người nhé, cả kính cũng có, cả mái che cũng có sẵn hết. Thì là anh em mà có nhu cầu mua mũ, anh em Classic mà có nhu cầu mua cái mũ Dogo này thì qua hệ thống G-Sport nhá, ghé qua hệ thống G-Sport cửa hàng nào cũng có. Đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của bên mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo.